Hi, xin chào tất cả quý chị khách hàng thân yêu nha. Em Thương tiếp tục lên sóng giới thiệu cho tất cả quý chị khách hàng một cục cẩm chỉ 03, hàng gọi là gần như tinh lõi, dính cái rác thôi, mục. Ấy cục đây là đông đặc luôn anh chị bạn nhé, đục tiện đều vip. Cục đây là chuẩn chỉ là có 17 cân thôi, nhưng mà em kê cái này lên thì nó mất một cân nữa là 18 cân. Chuẩn là 17 cân, không thiếu một lại. Rồi em đi vào kích thước cục này nhá. Đây là nó chéo chéo này nên là em phải kê lên đây các bạn. Đây, hiện tại nó đang là 65. Đấy. Chiều cao. Chiều ngang phần đây các bạn này, chiều ngang phần đây được 24. Đấy. Chỗ này. Chỗ này thì từ bên mép bên đây các bạn này, qua bên đây là được 25 này. Đấy, 25. Phần đây. Phần đây có nhìn tinh giúp em nhé, được 17. Vân thì rất là đẹp luôn. Cục đây thì nói chung nếu đục hoặc tiện là cũng đều vip anh chị bạn nhé. Đục tiện là đều vip luôn. Vân này, đây, vân sáng rực, cẩm chỉ cao ba. Phần trên đầu đây các bạn này, từ mép đây qua đây cũng được 24 này. Chiều dày chỗ đây là được 14 này. Chiều dày từ mép bên đây qua bên đây thì được 23 này. Chiều dày phần đế được 16 này. Dạ vâng, nếu quý chị khách hàng nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em Thương số điện thoại là 0338918991 nhé. Cẩm chỉ các ông ba. Vân rất là đẹp luôn ạ. Hàng rục rác khô kiệt rồi. Ở tí em sẽ chụp cái phần đế cho mọi người xem nhé.